Vâng, xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Loa Kéo Nhiệt Tây audio.com anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ review cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta về dòng sản phẩm loa kéo di động, loa karaoke mang thương hiệu Boss, model của nó là Boss 1520 anh chị ha. Thì đây là dòng sản phẩm được thiết kế tương tự như dòng sản phẩm là Boss 1521, Boss 1522 và phiên bản 1520 là phiên bản mới ra mắt vào năm 2020 này nha anh chị ha. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cái phần thiết kế chất âm của nó như thế nào nha anh chị nhé. Thì dòng sản phẩm loa kéo Boss 1520 này được sở hữu cho mình là bát 40 nha anh chị ha, một bát 40 và một loa chép nha. Và bo mạch ở đây là bo mạch cũng thiết kế tương tự như dòng 1522 và 1521 ha. Thì màn lưới nó chỉ khác cái màn lưới thôi. Và dòng sản phẩm này là bát 40 nè và một chép nè, vỏ ngoài là vỏ gỗ nha, có hai quai sách hai bên và có tay kéo vali ở sau. Ở bên dưới thì có thiết kế cho mình là hai cái bánh xe rất thuận tiện cho việc di chuyển nha. Thì dòng sản phẩm này có bo mạch công suất lớn và mình có thể là sử dụng được điện trực tiếp nha anh chị ha. Gồm có nút volume tổng nè, bát nhạc chép nhạc ha, delay của micro nè, echo của micro nè, mix chép nè, mix bass, volume của micro và volume của các lỗ nhạc cụ. Ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng thêm được micro ngoài nữa ha, thì có lỗ cắm là mix 1, mix 2 và lỗ guitar organ nha anh chị nhé. Có thể là sử dụng được điện ở ngoài 12V ha, khi mà chúng ta đi xa sử dụng thêm á, có thể đấu bình ắc quy mà sử dụng nha. Có tích hợp là xuất ra âm thanh cho loa kéo khác cũng như là nhận âm thanh từ loa kéo khác nha. Đây thì sử dụng được cả điện trực tiếp và điện bình. Hiện tại thì chúng ta đang sử dụng điện bình nên là chúng ta sẽ gạt lên DC ha. Nếu mà chúng ta sử dụng sạc thì gạt ở giữa và sử dụng điện trực tiếp 220 thì gạt vào đúc AC nha anh chị nhé. Ngay bây giờ mời anh chị chúng ta cùng đến với chất âm của nó như thế nào nha anh chị nhé. Ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi. Enterotramina, mẹ nóng vi sinh cho đường ruột khỏe. Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa do mất cân bằng hệ khuẩn ruột, mẹ có Enterotramina, mẹ nóng vi sinh. Người